Em với anh là mối quan hệ, ok, mình yêu nhau, mình tới với nhau, chứ không phải là mối quan hệ chồng chúa vợ tôi. Mà anh muốn làm gì em phải nghe lời anh. Chúng ta vui thì tới với nhau, còn không vui thì ok, chia tay, đường ai nấy đi, vậy thôi. Em đang nói cái gì vậy? Em đang nói những điều em nghĩ, em đang nói những điều mà trong tim em muốn nói đó. Thì ra là em nghĩ như vậy à. Vậy suốt thời gian vừa qua, chúng ta đã có những thời gian chăm sóc con cái với nhau, chăm sóc lẫn nhau. Vậy là cuối cùng em chỉ coi anh là người dân thôi hả? Có đúng không? Có đúng là em coi anh là người dân hay không? Đúng. Được. Anh Nguyên. Anh Nguyên. Anh Nguyên. Em làm đồ ăn sáng rồi nè. Anh ngồi xuống ăn sáng đi. Anh ngồi ăn sáng đi rồi đi làm. Em xin lỗi chuyện hôm qua. Hôm qua em hơi nóng. Không phải em không muốn chúng ta là một gia đình, nhưng mà thật sự là em chưa sẵn sàng. Đâu có ai kịp chuẩn bị cho những bất ngờ trong đời của mình đâu em. Quan trọng là chúng ta phải dần tập thích nghi với chuyện đó. Em hiểu, em hiểu. Anh không muốn một mối quan hệ tạm bợ. Mình kết hôn nha. Chúng ta vẫn có thể sống bên nhau, chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau, chúng ta có thể là một gia đình. Nhưng em không muốn kết hôn. Nhưng mà em không... Anh hiểu rồi. Em không cần phải nói gì nữa đâu. Ý của em là... Chiều nay anh và con gái của anh sẽ dọn nó khỏi nhà. Hai cha con anh sẽ không trở về đây nếu như em chưa suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Xuống ăn sáng nè. Mấy đứa nhanh lên, còn đi học nữa. Sao không có gì hết vậy? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Gì vậy Kinh Đi? Gì mà con la ồng lên vậy? Hôm nay không có đồ ăn sáng. Mọi khi á là ba Nguyên hay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà mình. Bây giờ sao con đi học đây? Ba Nguyên á với chị Phương về quê, tụi con buồn lắm. Có mấy bài toán con cần ba Nguyên chỉ con giải. Bây giờ sao? Đi lên kênh Winner xuống rồi mẹ chở hai đứa đi ăn sáng rồi đi học. Nhanh lên. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi ba Nguyên đi.
Mẹ sai. Mẹ có làm gì đâu mà mẹ sai. Mẹ chỉ muốn sống cuộc sống của mẹ. Mẹ chỉ muốn được tự do tự tại thôi mà. Hai ngày nay mẹ tự do đó, mẹ có thấy vui không? Chúc cả nhà ăn sáng vui vẻ. Winner, ba biết là con không thích món này, nhưng ba phải đổi món thôi. Chúc con thi tốt. Linh à, anh đã pha sẵn một ly trà xăm để em giải rượu. Nhớ uống trước khi ăn đó. Yêu em. Candy à, con là phải tập ăn hành nha. Ba có để một chút xíu hành và tô cho con quen mùi. Yêu con. Đã thảm rồi, nhìn chị còn thảm hơn em nữa. Chị không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà quan trọng là anh Nguyên ảnh sao? Chị có yêu anh Nguyên không? Chị có. Nhưng chị sợ. Chứ em chưa bao giờ có cảm giác đó. Nhưng mà chị có rồi. Cảm giác gì? Chị sợ cái cảm giác người mà mình từng thương yêu, người mà mình từng đầu ấp tay gối, rồi dắt nhau ra tòa, chia từng thứ tài sản, sau đó phải đồng ý. Tôi đã đọc và đồng ý rồi ký tên vô. Chị cực kỳ sợ. Nhưng mà điều đó bây giờ đã xảy ra. Anh Nguyên với bé Phương đã rời khỏi nhà rồi. Nhưng mà em nghĩ là lần này khác. Anh Nguyên còn yêu chị. Anh cần chị xác định vai trò của anh trong gia đình này và trong trái tim của chị nữa. Tìm được cầu dao chưa? Chưa. Có cái cầu dao tôi tìm có không được nữa. Trời ơi, cô hay quá à. Giỏi, tự tìm đi. Ê, hay là nó ở trên lầu? Không có. Hôm trước nhà mình sửa điện, anh thấy là chú Nguyên ấy, chú cúp cầu dao ở dưới này vòng vòng quanh đây rồi. Anh không nhớ ở đâu. Thì không. Thiệt. Chị thì đi tìm đi. Có thể tự tìm. Em ở đây em cầm. Biết tại sao có cái bức tranh này ở đây không? Không. Nó gọi là warning zone. Là sao? Thì đại khái là nó là khu vực nguy hiểm, em không được động vào đâu ấy. Ủa mà tại sao chú Nguyên lại để cái hình đó vậy? Thì tại vì điện đóm các thứ, em động vào nhỡ giật điện sao? Chú Nguyên kỹ đi hả? Em nhớ gì?
Em tối chuẩn bị hết rồi đó. Tối mai là hành động nha. Hai đứa đang làm gì vậy? Dạ tụi con đi đọc sách á. Con đọc sách. Đọc sách. Đêm khuya rồi mà đọc sách cái gì? Cận hết bây giờ. Cái này qua đây mày nói nghe nè. Candy. Dạ. Tối nay con có muốn nghe chuyện cổ tích không? Dạ muốn. Muốn hả? Dạ. Vậy tối nay qua ngủ chung với mẹ nha. Mẹ sẽ kể cho con nghe 3 câu chuyện cổ tích luôn. Thôi mẹ, con ngủ với anh hai quen rồi. Nhưng hồi đó con cứ nằng nặc đòi ngủ với mẹ mà. Thì cũng tại mẹ đó. Từ lúc chú Nguyên về, mẹ đâu cho con ngủ với mẹ đâu. Bây giờ con ngủ với anh hai quen. Thôi mà mẹ năn nỉ, tối nay ngủ chung với mẹ đi. Con không ngủ với mẹ đâu. Candy, mẹ năn nỉ mà. Candy Winner. Winner. Con trai của mẹ, con trai cưng. Tối nay ngủ với mẹ nha, mẹ thương. Mẹ thương. Mẹ thương. Con mẹ chung Candy. Mẹ năn nỉ mà. Winner. Trời ơi, rồi tối nay tôi thì sao trời? Candy, Vina, đừng bỏ rơi mẹ. Tối nay tôi thì sao trời?